Đi đọc nó cho đọc. Không biết đâu nói. Kêu vợ ông đây. Chào các bạn, giờ mình đi đến tiệm ăn JM Barbecue, tiệm này mới mở. Ở đây là thực đơn của nó là giống như ăn nhẹ buffet vậy. Chỉ có hai giá, 23 đồng là cho loại A, 30 đồng cho loại B. We already call for water. Thank you. Tới cái tiếp thì tụi mình chọn cái A, tại cái A ăn nó rẻ tiền hơn. Đó thì nó có đủ món thịt bò, nhưng mà mình chú tâm là thấy cái beef brisket là ngon nhất. Đó. Nó có mực nữa, có mấy con bạch tuộc rồi fish tofu, và giống như cái miếng giống như đậu hũ mà nó làm từ cá nè. Ở đây là mấy cái size, là giống như mấy cái món ăn thêm á, giá kim chi nè, rau salad, và bên kia là rau là củ cải. Này cũng là củ cải, thì củ cải là mình tự đi lấy. Đây là cách mà mọi người lấy nước sốt rồi tỏi hành này nọ. Đó, đây là sốt. Cái bao kêu hết rồi thì kêu nó lấy. Không có đặt có. Đang để nó tự em. Đây là món beef brisket. You have a white rice? Yeah. How many rice you want it? Five please. Rice. And can you also refill the barbecue sauce please? Yeah. Thank you. Ở bên này thì nói thiệt luôn là ăn những cái món này á, nó cũng giống như bạn ở bên Việt Nam, bạn ăn một tô hủ tiếu, tô phở khoảng chừng 30-40 ngàn thôi. Thì mình phân tích vậy cho nó dễ. Chứ mà tụi này cũng ít ăn lắm, tháng ăn chừng 2 lần rồi. Mà tuần nào thì thứ bảy cũng gặp nhau một ăn hai uống. Uống thì uống chứ hết, ăn này. Ăn không? Phải không? Đây là chung mà. Chết rồi. Chung bán nhà nữa không? Quay kế bên nữa. Này gã nè. Đó, cái thằng kia hỏi chung. Này là Mỹ Lai nha. Còn này cũng Mỹ Lai luôn mà. Mấy cái đồ này có cơm không? Đấy, cái đồ này mày kêu này là gì ạ? Cái nào? Này nè. Cầm biết cram. Cầm hot cram rib. Còn này là thịt ba lội. Sao biết? Ai ăn cái này lấy rồi. Nửa thai được 8 tuổi là tổng 12 là 9 tuổi. Đó, trong này nhỏ tuổi nhất, 6 tuổi, chục 5 tuổi, ta còn tên nhưng mà 8 tuổi em là tên không. Cái là 3 mình được luôn. Chính nghe thật, ôi bỏ chính lẹ. Khó cả. Hiện tại giờ là mình đang có món sườn bò non, nhưng mà nó cắt cái sườn rồi, nó còn miếng thịt thôi. Với lại mình có kêu thêm món thịt bò tiêu, ướp tiêu ở này. Quan cảnh tiệm thứ bảy mà cũng hơi bị vắng.
giờ là có món thêm món đậu hũ cá. Bây giờ nó giống đậu hũ rồi chứ thật sự nó làm từ cá. Có mề gà hết trơn quá rồi. Cái mề gà là đít gà hả? Đâu là cái mề á. Gà là cái dễ chịu. Đít của nó. Đúng rồi. Thì là cái đít gà mới nói đúng không? Đúng rồi. Đít gà là câu câu. Không, cái mề gà là trong cái mề á, nó quanh đầu, đầu ăn của nó nhỏ hơn nữa. Trong đó là bao nhiêu? Đúng rồi. Sau đó là bới xuống cái ruột. Ở đây nó có còn mặt tuột với lại là cái mề gà. Chứ mà không ăn mề gà không biết. Thiệt luôn. Đầu nó ướp dính dính. Đầu lấy 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 dầu. Ôi chi vậy, cái này là cướp gà ơi. Ờ thì nó dính như cướp gà. Ừ, ghê quá. Lấy ra đi. Giờ ăn còn mấy món tổng không? 5 người mà đâu có 4 con ốc tổng ơi. Phụ quân buôn bếp ở bên Bel Air khu bên Texas nha. Cái ly nứt luôn rồi Thảo. Nói nữa là vô. Cái ai nhận bà con? Có 500 quân đệ nào đang coi ở bên Bel Air thì biết là mình đang ở khu Bel Air. Hồi xưa ở bên khu Sugar Land đó nha. Thảo hồi xưa Sugar Land đó chồng. Từ từ lộ. Không biết cái khu đó. Anh em nào ở Bel Air nhớ ủng hộ mình nha, trên nồi mình nha. Nhà trong khu đó cũng giống như bên này. Vậy nhà không phải đông vậy mà. Mấy cái nhà. Số nhà cạo nhà. Thì khu mà hồi xưa có trường high school nó gọi là Alif L. Alif L6. Ok, giờ tụi mình ăn sau khoảng chừng 5-6 dĩa thịt nồi. Thì kết luận đây nếu mà cho thay điểm 10 thì tiệm nhà hàng này được 8 điểm. Nước chấm này ăn cũng ngon lắm. Đây như các bạn thấy xung quanh là hết đồ ăn. Thì mình sẽ đưa cái địa chỉ tiệm này ở dưới. Ai ở vùng này hay vùng lân cận thì có thể ăn. Tiệm này vắng, không có đông tại nó mới mở thôi. Ok, chào các bạn ha. Trời hơi bị lạnh. Thở là khó. Đó, thở ra khói. Cái thời mới qua thấy thở ra khói hết á. Giờ thấy ghiếc rồi thấy chán. Giờ khoảng chừng 8 độ C. Thôi bye ha. Chủ nhật lộn bye. Thứ bảy tụi mình chỉ có vậy thôi, tụi mình chỉ một đi ăn hai vô uống thôi, tụ tập bạn bè lại với nhau cho vui vậy thôi. Thì cũng chúc mọi người một ngày vui vẻ, tại mình biết cái video mà này mà mình post lên thì chắc cũng mấy ngày trong tuần rồi. Ok, chào mọi người ha.